Hiện nay, các vùng trồng vải trên địa bàn huyện Phù Cử đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Năm nay, vải được mùa được giá và là năm đầu tiên vải lai xuất khẩu được sang thị trường nước ngoài. Huyện Phù Cử hiện có hơn 600 hectare vải lai và 50 hectare vải trứng cho thu hoạch, ước sản lượng đạt trên 9.000 tấn. Thời điểm này, người dân đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích. Giá vải lai chín sớm thời điểm đầu vụ dao động ở mức trên 20.000 đồng 1 kg. Thời điểm chính vụ như hiện nay, giá 15.000 đồng 1 kg. Nhờ đẩy mạnh việc quảng bá, nên thị trường tiêu thụ vải Phù Cử năm nay được mở rộng đến khắp các tỉnh thành trong cả nước và có mặt tại các hệ thống cửa hàng của siêu thị Sói Biển, siêu thị T-Mark. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, đã có 3,5 tấn vải xuất sang thị trường Đông Âu. Với các thị trường này, người dân xuất bán được mức giá ổn định từ 20.000 đồng 1 kg trở lên. Ngoài ra, đã có 100 tấn được xuất sang thị trường Trung Quốc. Đối với vải trứng, giá trên 60.000 đồng 1 kg.